Bây giờ mấy lạng cà chua nữa? 15.000 một cái không anh buộc. 10-15.000. Thế mà nhận được. Vừa bán vừa cho. Để một cái, nhưng mà khả năng em với con quần đùi bé này, bé mặc được 5.000 một cái, phải bán rẻ đốt quần đùi bé 100.000 ba cái, cứ thế mà áo chúng ta có lấy áo chúng đắng dài ngắn đây, cứ bỏ ra vào đây xem, bỏ ra vào đây này 30.000 thôi, mấy cái bán rẻ đốt hết rồi, cứ bỏ mấy cái thôi, mặc cho lao động và các là bằng lao động đấy, xem quần áo được chưa đấy, quần của các bé 5.000 cái này đẹp quẻ cái màu đỏ luôn, nguyên đem cái đấy 20.000. Áo là áo 20.000 các bạn. Đây là công ty nhìn tốt rồi. Đặt gì gói giá đấy. 20.000. 20.000 và nhớ 20.000 không lấy thì lấy cái gì? Lấy cái đấy à? Lấy gói đấy. Lấy thêm đi. Lặp lại thì tới giá bằng. Được rồi. Cùng là bé 5.000 cái của bé 5.000 cái. Đây nhặt bé. Đây vào đây mình xem 5.000 cái. Cứ lên nhặt. Không nhau à? Cái là các người được. Để như cho 5-10 nghìn mua thì mua cái gì? Vừa bán tôi cho đây. Cuộn lần đầu đủ cái màu sắc luôn. 5.000 cái về các cháu nào mặc chơi hội gì rẻ đốt này. 20.000. Đây này còn mấy cái quần đồ hàng chung cũng từ nào mặc thì bán rẻ đốt này. Quần đồ hàng chung của cửa hàng nhé. Còn mấy cái bán rẻ đốt này. Người hàng 30-40 thôi. Và bán rẻ đốt. Còn mấy cái bán rẻ đốt. Đấy thì nào lấy quần bò này vào đây. Đi bộ đây là cuộc trẻ của đi về đây những đất nước mới nữa trong cộng đồng. Đấy, cứ đổ ra
lên cho một chút đó là bây giờ là bán mẹ đó à. Đấy, chất này của nó mặc nó mát quá. Để thoải mái, thử quá thử nhé. Để thoải mái 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 thử nhé. Để thoải
Thank you.